Alo, chào mọi người. Em có cái video nhà hàng cho các bác. Thì khoảng độ 15 giờ chiều nay thì em sẽ lên 17 giờ nhé các bác. 17 giờ em sẽ lên video. Đây là thanh ni ông này, nên em lên một loạt những cái thanh ni ông nhé. Có một cái hộp vỏ khoan này. Chắc của Bốt sao ạ? Em chưa xem. Mấy cái tinh chỉnh mới về này. Nối hàng của Đức này. Một ít nhựa này các bác này. Đó, tay nắm các kiểu. Van một chiều hôm nay em mới về được một lô van một chiều nha các bác, hàng rất là xịn này, hàng này hiếm có khó tìm nha các bác. Em về nữa tiếp tục này, một loạt những cái bộ ly hợp từ nha các bác, và những cái bộ này em còn chưa biết nó là bộ gì. Mấy con motor kèm hộp số này. Đó, có hộp số luôn nhá. Mấy con encoder này các bác này, và đồ cũ ấy, vẫn còn nha các bác. Đó, và hôm nay em về được hai cái con bình này nhá, hàng cực đẹp. Đó, sang bên kho mới thì có vài cái tấm inox này, tấm cũ tấm mới đều có này, một vài cái khung nhôm này để cho các bác về làm chế làm ghế nhé các bác, rất là đẹp. Đó, một cái mâm inox này và những cái đồ linh tinh. Một cái mâm này vẫn còn nhé các bác, dây trượt các kiểu này, dây trượt tủ, dây trượt bọ này, và phíp này. Phíp hôm nay về thêm được 2-3 mẫu nữa, nhôm cũng thế này các bác, nhôm rất là nhiều và mica cũng rất là nhiều nhé các bác. Các bác mua được cái gì thì cứ chốt trước nhé, không có thì đợi video chính em lên, khoảng độ 17 giờ em lên video chính nhé các bác. Các bác xem kỹ và chốt hàng trên video chính cũng được. Đó, chào các bác, hẹn gặp lại các bác ở video chính.